Hiện nay, tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, mực nước sông tại các tỉnh thành phố trong cả nước đang dâng cao, nguy cơ ngập lụt đã xuất hiện rất nguy hiểm, đe dọa đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Hiện các địa phương đang lên mức báo động cấp độ lũ tại các sông. Vậy cấp độ lũ các sông được quy định như thế nào? Ngày 31 tháng 1 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 05/2020 quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước. Quyết định này quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông phục vụ công tác phòng chống ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế xã hội. Về nguyên tắc phân cấp báo động lũ, quyết định nêu rõ cấp báo động lũ là sự phân định cấp độ của lũ, mỗi cấp độ lũ được xác định thông qua một giá trị mực nước tương ứng quy định tại các trạm thủy văn trên sông, suối phản ánh mức độ nguy hiểm của lũ cũng như mức độ ngập lụt do lũ gây ra. Cấp báo động lũ được phân thành 3 cấp: cấp 1, cấp 2 và cấp 3, căn cứ vào đặc điểm, độ lớn mực nước lũ và mức độ tác động của lũ lụt đến an toàn đê điều, bờ bãi sông, công trình và dân sinh, kinh tế, xã hội trên khu vực. Trong đó, báo động cấp 1 là khi có khả năng xảy ra lũ được phản ánh thông qua mực nước trong sông, suối dâng cao, bắt đầu gây ngập ở các vùng đất thấp và đe dọa các phần bờ cao. Báo động cấp 2 là khi tình trạng lũ nguy hiểm được phản ánh thông qua mực nước trong sông suối tiếp tục dâng cao gây ngập lụt tại những vùng bằng phẳng trừ những thị trấn và thành phố được bảo vệ trước sự tấn công của nước lũ, tốc độ dòng chảy trong sông lớn gây nguy hiểm cho bờ sông và làm sói lở đê, chân cầu có nguy cơ bị nguy hiểm do sói lở. Báo động cấp 3 là khi tình trạng lũ rất nguy hiểm được phản ánh thông qua mực nước trong sông suối đã dâng lên rất cao tất cả các vùng đất thấp đều đã bị ngập, kể cả những vùng đất thấp nằm trong thành phố, sự an toàn của các đê bảo vệ ven sông đang bị đe dọa, bắt đầu từ sự thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn chính trên 244 sông thuộc phạm vi cả nước được quy định cụ thể mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ đối với các vị trí thuộc địa bàn quản lý của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương mà chưa được quy định sẽ do ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quy định đối với các vị trí nằm trên các đoạn sông giáp danh giữa các tỉnh ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có liên quan phải trao đổi thống nhất để ban hành một quy định chung về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại vị trí đó Tại Hưng Yên, theo quy định, đối với sông Hồng, khi mức nước lên cao 5,5m là báo động 1, 6,3m là báo động 2 và mức 7m là báo động 3. Sông Luộc, mức báo động 1 là 4,2m, báo động 2 là 4,7m, báo động 3 là 5,4m. Hiện nay, cả sông Hồng và sông Luộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang ở mức báo động 1. Cụ thể, vào 13 giờ chiều ngày 10 tháng 9, mực nước đo được tại sông Hồng là 6,12, quy định báo động 2 là 6,3. Sông Luộc cũng đang ở mức báo động 1, mức nước đo được là 4,29 và theo quy định báo động 2 là 4,7 m Nguy cơ lên mức báo động 3 là rất cao, điều này sẽ gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.